Hey, có thằng sau lưng mình. Đây đây, Lợi ăn hàng thơm coi. Ôi, ôi rồi, được. Bơm một phát vào mông. Bơm một phát vào mông, chết luôn nè. Non cà chu các bạn, chết luôn. Lụm. Có phải bạn đang cần một địa chỉ mua bán ạc đột kích uy tín, chất lượng? Đến ngay shop nhật trường.com, liên hệ hotline để biết thêm chi tiết. Một chiều ta gặp nhỏ, công nét có đi ra, thì thăm ta hỏi nhỏ, giờ này mẹ gánh chưa? Nhỏ bao mẹ chưa gánh, bây giờ gánh nhé nhỏ. Nhỏ ơi. Hello, xin chào tất cả anh em đã lại đến với kênh của BenTQ Profi và em là Ben đây. Đấy, sau một cái bài hát lâm ly bi đát thì em sẽ giới thiệu cái cây vũ khí của ngày hôm nay. Đây là một cái dòng Karambit anh em. Karambit chứ, nói lộn rồi. Em thì đã làm một cái clip Karambit rồi, em thì cũng không có chơi hai cái dòng này. Đó. Mà dòng này thì rất là nhanh, mình đi vô chém bừa thôi. Ai da. Nãy giờ gặp mấy cái quạt, nó quạt cho khó chịu quá anh em ơi. Chết rồi, multi. Ôi, trời ơi. Chạy ra rồi mà con vẫn không kịp. Như tốc độ chuột này hơi thấp nhỉ. Ôi, toàn là quạt thôi. Khó rồi. À, quên. Xin giới thiệu với anh em đây là cây Karambit Blue Light nha anh em. Đấy. Như cây này là cày ai đúng không anh em? Em không nhớ là nó cày ai hay là quả cầu may mắn. Mà em thấy trong nhiều ạc nó có rất là nhiều cây này luôn, có ạc có 7-8 cây luôn á. Chắc là cày AI quá. Nếu anh em nào biết thì có thể comment nguồn gốc xuất xứ của em nó ha. Em thì chỉ biết test thôi, chứ một số loại em trong cái thời gian em nghỉ game á, em cũng chả biết ở đâu mà ra những cái cây này nữa. Cây nào mà mới ra thì em biết thì em nói, hoặc cây nào hồi thời của em thì em mới biết là nó quả cầu may mắn hay là sự kiện gì. Còn những cái cây mà trong cái khoảng thời gian em nghỉ em thì em chả biết được. Dạ, ông tớp chém khiếp thế nhờ. Ôi. Anh em chỉ em cái cách nào mà khống chế mấy cái ông xài quạt đây. Ê. À. Ây da. Khó chém nhờ. Sao người ta chém cây này im lắm mà ta. Thấy mấy ông chém hay chém cây này. Tại vì nó nhanh. Nó tuy là cái cự ly nó hơi gần chút, nhưng mà thấy nó nhanh. Ây da, quắm. Chết. Ui. Hồi đó tôi tưởng tôi thắng chứ nhờ. Ây da. Ây da. Nằm lỡ top 3 luôn rồi. Không được. Ít nhất là cũng phải vào top 2. Đấy. Đây có hàng. Ui. Dạ. Hàng. Ủa cái này ngắn quá nhờ. Bữa hôm mình chơi cây Karambit té nước anh em. Thấy nó cũng được lắm mà. Cái này khó chém nhờ. Ủa mà nó cũng giống y hệt vậy thôi. Chắc tại tùy map, bữa đó em chơi bữa đó em chơi trạm phát sóng. Hoài. Rồi bỏ xa nhờ. Top đã 32 kill rồi. Ôi tụi xuống hàng 5, hàng 6 luôn đi. Từ từ để tôi lấy lại phong độ anh em. Anh ơi tha em đi. Anh quạt ơi, anh đừng quạt em nữa. Dạ. Ôi trời, nãy giờ chết liên tục nha. Rồi nè. Làm gì căng. Từ từ quen cái khoảng cách lại là chém được ngay thôi. Không có gì phải sắn. Không có gì. Ây da. Ây da. Trận này anh em tin Ben có thể lật ngược tình thế không? Chứ em lại em không tin rồi đó. Chứ em lại em không tin được bản thân của em rồi đó. Rồi đi đâu. Ùa vào. À nó còn đỏ anh em. Em đang chơi cái con nhân vật học sinh đó anh em. Hera School. Ủa phải Hera không ta? Lâu lâu mới gắn lại con này chơi, không nhớ. Bữa quay con này trong cái dòng cái vòng quay Ruby gì anh em. À Ruby hay là kho báu gì? Nó cứ đổi tên vậy chả nhớ nổi. Rồi. Rồi chém bừa, chém bừa. Rồi vô đây. Vô đây. Được. Được không? Được không? Đây là phong độ, lấy là phong độ liền. Ây da. Nunkachu. Mày. Mày nè. Mày. Ui da. Phà đó lao đầu vào chi nha. Rồi rồi lên là top 2 rồi. Có gì đâu. Có gì đâu mà phải khó, đúng không? Ba thằng nè. Rồi, ba thằng. 4 thằng nè. Rồi rồi. Ây da, ây da. Búp bê nè. Búp bê nè. Lội ngược dòng đi. Trời ơi là ông súng này chơi cái quạt này khó chịu nữa nha. Ông súng này tôi cũng hay gặp lắm anh em. Chém cũng dữ lắm. Nói chung thì núi này cao còn có núi cao hơn. Nên có thể em khen ông này. Cái có thể là anh em bật comment là ông đó tôi gặp hoài, tôi thắng ông hoài chứ gì, có gì đâu. Mà thật sự thì ông nào chém hay hơn em thì em nói chém hay thôi, không có gì. Rồi nè. Chết nè. À né được, né được. À thì ra là tấn công vào bên hông nó sẽ tấn công vào mạng sườn của nó sẽ dễ hơn anh em. Nãy giờ tấn công trực diện có vẻ là nó hơi khoai. Đấy. Tấn công vào bên hông, vào bên mông. Đấy. Đấy cứ tắp hông mà chơi thôi. Lạng lên tắp hông. Đấy, nhưng mà lạng lên với cây Karambit này. Lạng ôi da. Hình như là đánh vào hông của mấy thằng quạt hơi bị khó rồi vậy. Đấy. Ôi da, lạng lách đánh vòng nhờ. Ôi ông tớp khiếp quá. Cũng tốt thế nhờ. Ôi chua rồi. Trận này chắc khó rồi nè. Thôi đổi mục tiêu lại, không lấy tớp nữa. Mục tiêu là 60 kill anh em ơi. Ôi my god. 4 phút hả? 4 phút 60 được, 70, 70. Đấy. Trình nhỏ thì làm việc nhỏ anh em ơi. Rồi đâu hết rồi. Ô. Ui cái map này. Mày chơi thua rồi bắt đầu quay ra tính đổi thừa map. Ê trên cái tay con này nó có hai cái vòng đẹp quá anh em. Đó là được nha. Anh em thấy không? Có hai cái vòng này. Trời ơi hàng thơm, hàng thơm. Hàng thơm là phải bơm nó liền. Đấy. Đây, có thằng sau lưng mình. Đây đây, lợi ăn hàng thơm coi. Ôi, ôi rồi, được. Bơm một phát vào mông. Bơm một phát vào mông, chết luôn nè. Non cà chu các bạn, chết luôn. Lụm luôn. Ôi ơi. Lại gặp ông súng này, chơi quạt khó chịu nha. Như là ổng là tớp thì phải. Ui da. Thua. Ô, ông quạt nào cũng khó chịu nha. Không còn gì để nói nữa anh em. Không còn gì để phát biểu nữa. Mày. Chết nè. Ôi. Ôi, 81 kill rồi, khiếp nha. Chạy đâu ơi. Ê, đi đâu mà vội ấy, pha đó lại hụt nha. Ôi chém cái gì đấy nha, tức ra nha. Rồi chết nè. Từ từ rồi cháu nó cũng nhừ, chết luôn nè. Ôi pha này để nó đâm nhờ. Rồi lầm hai thằng. Chết à. Đấy, tấn công vào mông của nó. Ô, nó bị kẹt mà nó giết được mình nhờ. Chả hiểu được cái pha đó luôn. Chắc là mình chém chúng vào tường anh em à. Xẻng các bạn. Chết. Ôi, canh khoảng cách tệ thế Ben. Nói thật với anh em là mấy hôm nay chơi ít quá nên nó có vẻ là nó mất cái quen tay nè. Wow. Nghỉ cận chiến cũng cách 2 tuần rồi. Mấy này toàn bắn súng thôi. Bắn cũng ít. Nói chung là mấy hôm nay chơi ít. Lại quay là sắp tới Giáng sinh nữa rồi anh em ơi. Sắp tới Noel nữa rồi. Không biết năm nay Noel làm cái clip gì cho nó chất lượng đây. Anh em có ý tưởng nào hay có thể comment nha anh em. À đúng rồi, lâu rồi em không có nói. Cái việc làm clip của em á, anh em thấy có những cái cây nào hay, cái súng nào hay hoặc là có ý tưởng nào đó về làm clip có thể comment nha anh em. Nếu mà em thấy em làm được thì em sẽ làm. Để cho nó sinh động cái kênh thêm một chút thôi chứ không gì hết. Nói chung là làm nhiều loại, nhiều thứ á, thì đôi khi nó lại là một cái bất lợi khi nó sẽ không có được cái nhiều cái lượt view. Ví dụ như em vừa chơi dao vừa chơi cận chiến thì có khi một số anh em không thích chơi dao người ta sẽ chỉ coi súng thôi. Đấy, hoặc là một số anh em thích chơi cận chiến thì người ta lại không coi súng như vậy. Tại vì nếu làm một chủ đề đôi khi cái lượng đề xuất nó sẽ cao hơn. Mà thôi, cũng là một cái chủ đề game đột kích thôi. Rồi thôi thua. Rồi, chào tạm biệt tất cả anh em nha. Chúc anh em xem video vui vẻ. Và nếu thấy hay thì đừng quên để lại cho em một like, một subscribe nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye anh em. Hẹn gặp anh em ở những clip sau nha. Hoài, phút cuối rồi còn chết nữa. 104 kêu luôn. Khiếp nhờ. Những kỷ niệm về một tựa game FPS huyền thoại. Chia sẻ một số trải nghiệm về những loại vũ khí trong game đột kích. Khơi nguồn cảm hứng và gắn kết cộng đồng đam mê game bắn súng. Tất cả có mặt tại BenTQ Profi. Phát trên sóng FM tần số 64 MHz. Ấy chết, nhầm rồi. Ra video đều đặn hàng tuần. Let's go.